Ủa, tham gia Việt Bóp hả? Ăn kem không? Nhiều lúc buồn vã, chỉ muốn đi thật xa để quên đi bao tháng ngày. Cuộc sống cũng vội vã và chẳng mong điều chi, chẳng mơ mộng gì. Nhìn anh hát cúp hát yêu đời làm tôi thấy con tim tôi ngủ quên. Tặng cho tôi một câu hát vui trên môi cười tươi. Thì cứ chỉ phải không, thì cứ chỉ phải đó, hãy đu đưa theo tiếng nhạc. Tình đến nơi mình muốn, ngồi hát ca tự do sẽ vơi âu lo. Và như thế tiếng hát mang anh và tôi đến bên nhau trong niềm vui. Nhạc hoa vang tình yêu chứa chan trong tâm hồn tôi. Nhạc vang lên cho tôi đôi cánh tung trời say đắm giấc mơ cao vời. Dù bên tai ai đang ngăn lối con đường ta bước. Nhờ cho tôi nhận ra khát khao được tìm lại chính tôi trong cuộc đời. Ngày mai chỉ dành cho những ai sống vui mà thôi. Muốn đi thật xa để quên đi bao tháng ngày. Cuộc sống không vội vã và chẳng mong điều chi, chẳng mơ mong gì. Nhìn anh hát khúc hát yêu đời làm tôi thấy con tim tôi ngủ quên. Tặng cho tôi một câu hát vui trên môi cười tươi. Thì cứ chỉ phải khóc, thì cứ chỉ phải đau, hãy đung đưa theo tiếng nhạc. Tìm đến mình muốn ngồi hát ca tự do sẽ vơi âu. Chẳng trong tâm hồn tôi. Nhạc vang lên cho tôi đôi cánh tung trời say đắm giấc mơ cao vời. Dù bên tai ai đang ngăn lối con đường ta bước. Nhạc cho tôi nhận ra khát khao đi tìm lại chính tôi trong cuộc đời. Ngày mai chỉ dành cho những ai sống vui mà thôi. Nhạc vang lên cho tôi đôi cánh tung trời say đắm giấc mơ cao vời. Dù bên tai ai đang ngăn lối con đường ta bước. Nhiều lúc tôi buồn bã chỉ muốn đi thật xa để quên đi bao tháng ngày. Cuộc sống không vội vã và chẳng mong điều chi, chỉ cần một câu hát vui trên môi cười tươi. Nhiều lúc tôi buồn bã và chỉ muốn đi thật xa. Chương trình Thế Giới V-Pop đã trở lại đầy bất ngờ. Chúng tôi rất vui vì điều đó. Và bây giờ Quỳnh xin công bố với các bạn một điều thú vị nhỏ nhỏ là các bạn có thể gửi mail đến hộp thư Thế Giới V-Pop amoqviro.com.vn để các bạn có thể yêu cầu ca sĩ mà mình yêu thích nhất có mặt trong chương trình kỳ sau. Ngoài ra, nếu các bạn có bất kỳ ý kiến đóng góp nào về chủ đề hay là về ý tưởng dàn dựng sân khấu, xin hãy mạnh dạn lên gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ trên. Thế Giới V-Pop sẽ có ngày những phần quà mới có và đặc biệt độc đáo gửi tặng đến những khán giả có những ý kiến đóng góp thú vị nhất. Bên cạnh đó, chương trình sẽ gửi lời mời đến các ca sĩ mà các bạn yêu thích nhất gửi qua mail nhiều nhất. Và các bạn hãy nhanh tay lên, chúng tôi chờ các bạn đó. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
C Collection hân hạnh tài trợ chương trình Thế giới V-pop.